Xin chào tất cả các quý anh chị nhà đầu tư. Hôm nay chúng ta sẽ đến thăm vùng đất Cam Lâm đầy tiềm năng và phát triển. Chúng ta cùng lên đường nào. Việt Nam 2020, nhà đầu tư gọi tên Cam Lâm. Nằm giữa hai thành phố lớn là Nha Trang và thành phố Cam Ranh. Với lợi thế sở hữu một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, nơi sẽ trở thành hình ảnh đại diện cho du lịch Việt Nam trong thập niên du lịch thời đại mới, Cam Lâm đã nổi lên là một điểm sáng bất động sản hấp dẫn nhất cả nước, khiến các tập đoàn, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đứng ngồi không yên, ra sức săn đón và sở hữu. Được tạo hóa ban tặng, được thiên nhiên ưu ái, với địa hình lưng dựng núi, mặt hướng biển, ở nơi đây Cam Lâm ngập tràn tinh túy, tinh hoa của đất trời. Đèo Cù Hin, một trong những con đường đèo đẹp nhất Việt Nam, nối Cam Lâm với thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Đèo Cù Hin sừng sững, hùng vĩ như một vị thần trấn giữ, giang tay bảo vệ bờ biển xinh đẹp suốt ngày đêm. 15 km bờ biển với những bờ cát dài miên man trắng muốt tinh khiết, từng con sóng vỗ rào rạt, nước biển xanh thăm thẳm. Bờ biển Cam Lâm không khác gì chốn thần tiên nơi hạ giới. Bãi biển trải dài cùng những đường cong đầy gợi cảm. Nhìn từ trên cao, bãi dài Cam Lâm trông như một nàng tiên cá với vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy, đang thả mình dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời, trong tiếng gió biển du dương cùng những con sóng xô rì rào, tận hưởng những phút giây thần tiên. Và đây cũng chính là những lý do vì sao bãi dài Cam Lâm lại được thu hút nhiều tập đoàn, nhiều nhà đầu tư, resort, khách sạn, bất động sản nghỉ dưỡng đến như vậy. Theo số liệu báo cáo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, tính đến cuối năm 2018, nơi đây đã thu hút được 45 dự án với tổng vốn đầu tư lên tới 30.000 tỷ đồng. Đã có 31 dự án được phê duyệt và triển khai xây dựng, và tất cả đều là các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp quốc tế. Trong đó, nhiều dự án đi vào hoạt động như Riviera Beach Resort and Spa, Vivian Long Beach Villa, The Anna, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Duyên Hà, và đặc biệt trong quý 4 năm 2019, hai resort đẳng cấp quốc tế Movenpick và Radisson Blue Resort đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động, đã đánh dấu cho kỷ nguyên du lịch nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa nói riêng và du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam nói chung. Cùng với việc sở hữu đầm thủy triều với diện tích 2.460 ha là một điểm nhấn hoàn hảo cho hệ sinh thái biển nơi đây, là nơi hội tụ giao thoa giữa núi rừng và biển cả. Đặc biệt, đầm thủy triều trong tương lai không xa, nơi đây sẽ trở thành các bến du thuyền đẳng cấp 5 sao, là đại công viên nước lớn nhất khu vực. Bên cạnh những thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên mà tạo hóa đã ban tặng, Cam Lâm còn có vị trí giao thông trọng yếu, chiến lược của khu vực khi hội tụ cả 4 đường là đường bộ, quốc lộ 1A, tuyến giao thông huyết mạch của cả nước, đường sắt thống nhất Bắc Nam, con đường vận chuyển hàng hóa, đường thủy, cảng biển quốc tế Cam Ranh chỉ cách đường hàng hải quốc tế 1 giờ, là cảng nước sâu đảm bảo cho tàu có trọng tải 100.000 tấn ra vào dễ dàng. Và đặc biệt là cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, một trong 4 cảng hàng không lớn nhất Việt Nam, là đầu mối quan trọng đưa cả thế giới đến với Cam Lâm. Cùng với việc khánh thành và đi vào hoạt động nhà ga tiêu chuẩn 4 sao quốc tế vào tháng 6 năm 2018 với tổng mức đầu tư là 3.700 tỷ đồng, thì trong năm 2019, tại đây đã phục vụ 58.000 chuyến bay đi và đến,
đón tiếp khoảng 10 triệu lượt khách hàng, tăng 22% so với năm 2018, trong đó có hơn 6,4 triệu lượt khách quốc tế. Hiện, cảng đã hợp tác với 21 hãng hàng không quốc tế, 4 hãng hàng không Việt Nam, khai thác 80 đường bay quốc tế, kết nối Cam Lâm với 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, Macau và Hồng Kông. Chính bởi vì lý do này, Cam Lâm trở thành điểm vàng kết nối tam giác du lịch với thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa, Ninh Chính, Bình Thuận, Đà Lạt, Lâm Đồng, là vị trí quan trọng kết nối kinh tế vùng với Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Nhận thấy được tiềm năng to lớn về phát triển kinh tế và du lịch, Cam Lâm luôn nhận được sự quan tâm ưu ái đặc biệt của Đảng và Chính phủ. Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt khởi công tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm với chiều dài 49,1 km và Cam Lâm - Vĩnh Hảo với chiều dài 78,5 km. Tổng mức đầu tư kinh phí lên đến 21.200 tỷ đồng. Theo như thiết kế, thì dự án đường cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm được xây dựng 6 làn xe với tốc độ 120 km/h. Với việc đi vào hoạt động, thì tuyến cao tốc sẽ là một cú hích lớn cho việc phát triển kinh tế và du lịch tại nơi đây. Không những thế, trong những năm trở lại đây, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã có những bước phát triển vượt bậc. Lượng khách du lịch đến với Nha Trang, Cam Lâm, Khánh Hòa ngày càng tăng trưởng mạnh, nhất là trong những năm gần đây. Năm 2018 là năm đánh dấu bước tiến lịch sử, lần đầu tiên vượt ngưỡng 6 triệu khách du lịch và đạt 6,3 triệu du khách đến cuối năm 2018. Thế nhưng, con số này đã nhanh chóng bị phá vỡ khi ngay lập tức Sở Văn hóa Du lịch Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã thống kê trong năm 2019, Khánh Hòa đã đón sấp xỉ 8 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 3,5 triệu du khách quốc tế, bằng 1/5 lượng khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam, doanh thu ước đạt 27.100 tỷ đồng. Theo nhận định, đánh giá và phân tích của các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, với những tiềm năng sẵn có được thiên nhiên ban tặng, cùng hệ thống giao thông đồng bộ, cơ sở vật chất hiện đại, trong giai đoạn 2025-2030 mỗi năm có thể đón từ 20 đến 30 triệu lượt khách du lịch. Cam Lâm Khánh Hòa đang đại diện cho Việt Nam bước vào thập niên du lịch thời đại mới, mang trong mình tầm vóc của một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất hành tinh. Trong tương lai không xa, nơi đây là mảnh đất hội tụ đầy đủ tinh hoa của đất trời, của đại dương bao la, ngập tràn vượng khí, sẽ trở thành một thành phố du lịch tầm cỡ của khu vực.